Hi, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Trong video ngày hôm nay, mình tiếp tục chia sẻ các kiến thức cơ bản về InScape. Trong thiết kế đồ họa thì chúng ta thường có nhu cầu tạo ra các cái kiểu chữ, phông chữ đẹp để trang trí cho các cái sản phẩm đồ họa của chúng ta, làm cho các sản phẩm đồ họa của chúng ta nổi bật. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách đơn giản nhất để tạo ra các cái kiểu ký tự hay là kiểu văn bản bắt mắt để chúng ta có thể trang trí vào cho các cái sản phẩm đồ họa của chúng ta. Và đây là cái văn bản gốc của mình, và đây là cái văn bản sau khi chúng ta đã thiết kế lại đẹp hơn. Các bạn có thể mở InScape lên và cùng làm với mình. Đầu tiên chúng ta sẽ vào View, và chúng ta sẽ cho hiển thị tất cả các cái thanh công cụ để chúng ta sử dụng. Sau đó chúng ta sẽ vào Zoom, chúng ta sẽ chọn Zoom to 1:1. Ở đây thì chúng ta sẽ vào trong file, chúng ta chọn là Document Protein. Và đây để chúng ta chọn cái đơn vị thiết kế chúng ta là pixel. Các bạn có thể thêm vào cái chiều rộng cũng như là chiều cao cho thiết kế chúng ta. Và tiếp theo, ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái công cụ tô màu Final Store. Rồi, ở đây thì các bạn chú ý chúng ta sẽ đi lựa chọn phông chữ. Các bạn có thể nhập, nếu chúng ta có phông chữ của chúng ta thì chúng ta có thể nhập trực tiếp vào đây. Ở đây mình sẽ sử dụng cái phông chữ Sansita One khá là đẹp, thì chúng ta sẽ lựa chọn. Và ở đây thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ tăng nó lên. Rồi, ở đây các bạn chú ý chúng ta sẽ tắt cái snapping này đi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục vào spacing để chúng ta lựa chọn cái khoảng cách giữa các ký tự nó sẽ thưa ra để chúng ta dễ thiết kế. Ở đây mình sẽ lựa chọn khoảng cách giữa các ký tự của chúng ta là 10. Rồi, sau đó chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, chúng ta nhấp chuột trái, chúng ta kéo. Rồi, ở đây cái thiết kế chúng ta, cái lớp đầu tiên, lớp ký tự đầu tiên của chúng ta là màu trắng, tiếp theo đó là màu hồng, tiếp theo nữa là màu trắng, và có một cái lớp màu đen ở đây nữa. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn nó là màu trắng. Các bạn để ý, đó, màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ kích chuột phải. Chọn Double, và mình sẽ đi lựa chọn cho nó 5 màu hồng. Chúng ta bật vào đây để chúng ta tìm lựa chọn màu hồng. Màu hồng của chúng ta ở đây là FF0066. Rồi, ở đây thì mình sẽ giữ phím Shift, kích chuột trái. Và chúng ta sẽ cho cái độ rộng của nét vẽ của chúng ta là vào 10 đi. 10 thử bạn. 10. Chúng ta sẽ cho nó tròn, tròn các cái đầu ký tự của chúng ta. Một cách chúng ta vào Draw Zone và Draw Cut. Sau đó chúng ta sẽ đưa nó ra phía sau. Mình sẽ cho nó nhỏ đi một chút, là vào khoảng 8 thôi, 8 hoặc là 5 thì là 5 vừa. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bấm Ctrl D để chúng ta nhân bản. Và lớp phía sau của chúng ta nữa là màu trắng. Màu trắng thì chúng ta sẽ đưa nó ra phía sau, và chúng ta sẽ cho nó màu trắng. Đây, các bạn có thể chọn màu trắng và giữ phím Shift, kích chuột trái để cho có màu viền màu trắng. Chúng ta có thể bấm phím Shift màu đen để chúng ta nhìn cho nó dễ. Ở đây mình sẽ cho nó là 10. 10 không được, còn mình cho khoảng 15 này. 15 là vừa, đúng không? 15. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho nó màu trắng. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm Ctrl D để chúng ta tạo một cái lớp màu đen. Chúng ta sẽ cho màu đen, giữ phím Shift, chọn màu đen. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa nó ra phía sau. Và các bạn thấy để ý ở cái trong cái thiết kế chúng ta nó có một cái bóng mờ màu đen ở phía sau này, thì mình sẽ di chuyển nó ra thôi. Ở đây mình có các cái tọa độ, đó là X và Y, thì chúng ta sẽ tăng Y lên để cho nó xuống phía dưới. Khi nào chúng ta thấy cảm giác mà nó được rồi thì chúng ta dừng lại, chúng ta tăng thằng Y lên, X lên để nó sang phải.
À, khi nào chúng ta thấy nó được thì chúng ta dừng lại. Và ở đây thì chúng ta sẽ cho nó mờ đi một chút. À, ở đây mình sẽ cho nó mờ đi khoảng 80%. Đồng thời chúng ta sẽ cho nó nhòe ra một chút, tức khoảng 10 thôi. Đó, là chúng ta thấy nó có một cái bóng ở phía sau. Đây, ở đây thì các bạn chú ý chúng ta sẽ lựa chọn hết. Sau đó là các bạn sẽ vào bát, chọn object to bát. Sau đó chúng ta vào object, chúng ta chọn ungroup để chúng ta tách nó thành các ký tự khác nhau. Sau đó là chúng ta sẽ lựa chọn từng ký tự một. Các bạn để ý chúng ta sẽ kéo chuột trái khoanh vùng, chọn hết tất cả các cái lớp ký tự. Sau đó chúng ta vào object, chọn group. Tương tự. Đây là chúng ta đã xong. Thì bây giờ các bạn để ý là ở đây chúng ta sẽ xếp đè lên nhau, tức là chồng lên nhau. Đây, chúng ta thấy nó xếp chồng lên nhau như này. Vậy thì chúng ta sẽ cho xếp chồng lên nhau từ trái sang phải. Vậy chúng ta sẽ cho nó cái ký tự T này lên trên cùng, rồi đến lượt Y này cũng cho lên trên cùng. Tương tự, cứ lần lượt như vậy. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển chữ T này nó chồng lên chữ V. Đúng không ạ? Nếu các bạn mà di chuyển nó mà trượt tay thì nó sẽ bị lệch ra khỏi cái đường thẳng. Đúng không ạ? À, vì vậy mà chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, sau đó chúng ta sẽ kéo chuột trái sang như thế này. Đó. Thì nó sẽ đi sang mầm bằng một đường thẳng như vậy. Tương tự. Tiếp theo chúng ta để ý ở đây chúng ta thấy các ký tự này nó so le nhau thì nó sẽ được đẩy lên phía trên. Vậy thì ở đây mình cũng tương tự, mình sẽ lựa chọn bằng cách chúng ta giữ phím Shift, chúng ta kích chuột trái vào các ký tự mà mình muốn di chuyển lên trên hoặc xuống dưới. Các bạn có thể di chuyển lên trên hoặc xuống dưới. À, nếu chúng ta mà không giữ phím Ctrl thì nó sẽ bị lệch khỏi cái đường thẳng. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, chúng ta đưa lên trên. À, hoặc là chúng ta có thể sử dụng bằng cách chúng ta đưa xuống dưới. Hoặc các bạn có thể biến tấu nó, tức là xoay nó. À, ví dụ như các bạn muốn xoay một ký tự nào đó theo ý của mình đều được hết. À, chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, chúng ta đưa xuống một chút. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái nền để cho nổi bật cái thiết kế của chúng ta. Ta sẽ bật vào cái splapping này lên để chúng ta điều chỉnh cho nó dễ. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ cái đường kẻ xung quanh. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ kéo. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tăng màu lên. Được, chúng ta sẽ cho nó ra phía sau. Và chúng ta sẽ cho nó là màu hồng, cái nền màu hồng. Chúng ta sẽ lựa chọn cái công cụ đó là Pick Cloud. Ta kích chuột trái. Thế bây giờ chúng ta sẽ cho nó to cái thiết kế của chúng ta lên. Rồi, chúng ta bỏ cái slapping đi. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái màu nền phía sau, chúng ta vào Fill, chúng ta sẽ chọn cái chế độ tô màu này. Sau đó là các bạn sẽ vào công cụ chỉnh sửa hiệu chỉnh đây. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái nút mô tròn bên ngoài. Tiếp theo là các bạn muốn tạo cho nó một cái vòng tròn màu hồng ở phía sau thì chúng ta sẽ kích đúp chuột để chúng ta thêm nút vào. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó mở đi. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái nút vuông ở trong đây. Chúng ta sẽ cho nó mở đi một chút. Rồi. Vậy là chúng ta đã có được một cái văn bản hay là ký tự đã được thiết kế nó đẹp hơn và nó có kiểu cách hơn. Và các bạn cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, like, share video để lan tỏa các kiến thức tới cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.